Chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là cái quạt điện. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán cái quạt này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hồ dán. Đây là một chú khủng long. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị. Thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hồ dán. Thank you.
Xin chào tất cả mọi người, trên tay mình đây là một con bò Tây Tạng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách cắt dán con bò này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo, một cái cùng là hồ dán.